Xin chào các bạn. Chúng ta đến phần bài 3 của môn học tiếng Trung về phần âm ngữ và thanh mẫu, vận mẫu nhé. Thì hôm nay chúng ta học bài 3 là ngữ âm, thanh mẫu, âm mặt lưỡi. Thanh mẫu, âm mặt lưỡi thì gồm có 3 thanh mẫu, đó là âm ch, âm của và âm x, xi. Đó thì chúng ta sẽ đọc là chi, chi di thì chúng ta đọc là chi, chi quy chúng ta cũng đọc là chi, và si, vận mẫu ai thì chúng ta vẫn đọc là ai, ie thì chúng ta đọc là ie, ie yao thì chúng ta đọc là yao, yao, iu thì chúng ta đọc là yêu, ian thì chúng ta đọc là yên, và in thì chúng ta đọc là in, yang thì chúng ta đọc là yang, yang, in thì chúng ta đọc là yên, và uy hai chấm thì chúng ta đọc là uy, wan thì chúng ta đọc là yên. Chúng ta đọc lại nhé. Chi, 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 ai, ye, yao, yo, ya, yen, in, yang, yang, li, wen. Ở chúng ta, cái u hai chấm này thì bất cứ đi chỗ nào ghép với chữ gì thì chúng ta vẫn có thể chỉ đọc là uy. Ví dụ như kiểu là ghép với chữ quy thì chúng ta đọc là chi, si thì chúng ta đọc là chi, và ghép với chữ y thì chúng ta đọc vẫn đọc là chi. Chúng ta đọc lại một lần nữa. Chi, 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 ai, ye, yao, yêu, yên, in, yang, yên, uy, yên. Các bạn hãy để ý cho mình cái chữ khoanh tròn ở trong dấu ngoặc đơn nhé. Thì khi chúng ta chép ra vở, các bạn hãy chép hai cái bài, hai cái chữ này, ví dụ chữ này và chữ này, các bạn hãy chép vào cho mình là một màu xanh và một màu đỏ, hoặc là một màu đen và một màu đỏ, hai cái màu mực khác nhau, thì để chúng ta đọc cho nó dễ dàng. Chúng ta có thể chép như thế này, chép chữ chi xong rồi bên cạnh này chúng ta viết một màu mực khác nhau, hay hoặc là chúng ta kẻ hàng dọc và một bên chúng ta viết màu xanh, một bên viết chúng ta viết màu đỏ, hoặc là hai màu mực khác nhau đó thì chúng ta dễ phát hiện. Đây tôi viết một màu mực trắng, phấn trắng, đây là tôi phải đánh dấu ngoặc đơn và cho các cái chữ chúng ta dịch sang chúng ta nằm trong ngoặc đơn. Và chúng ta tiếp tục vần un thì chúng ta đọc là win, yung, yong thì chúng ta đọc là ung. Và các bạn lưu ý, chữ u hai chấm đi với chữ quy thì chúng ta vẫn đọc là chi, và đi với giữ chữ chi thì chúng ta vẫn đọc là chi, và đi với chữ x thì chúng ta vẫn đọc là suy. Biến điệu của thanh bốn gấu huyền thì tiếng Trung gọi là thanh bốn ạ. Ví dụ pu ta thì chúng ta sẽ đọc cái biến cái thanh đi trước thành thanh hai, ví dụ như kiểu là thanh ba, hai thanh ba đi liền nhau thì chúng ta sẽ biến thanh ba đi đằng trước thành thanh hai, và hai thanh bốn đi liền nhau thì chúng ta sẽ biến thanh đằng trước thành thanh hai, ví dụ như kiểu là hai chữ nỉ hảo thì chúng ta sẽ thành là ní hảo, hoặc là pu ta thì chúng ta đọc là pú ta, pú ta nghĩa là không to,
không lớn. Ví dụ, ha nhủy bù thai nán. Đấy, bù thai nán thì chúng ta sẽ không đọc là ha nhủy bù thai nán, và chúng ta sẽ đọc là ha nhủy bù thai nán. Ồ, bù thai thì thành bù thai, và chúng ta đọc là ha nhủy bù thai nán. Đây là chữ bồi ạ. Còn hàng trên là chữ Latin ạ. Và nghĩa của chữ này là, câu này là chữ Hán không khó. Ha nhủy bù thai nán là chữ Hán không khó. Các bạn đọc lại một lần nhé. Win ung chi chi si bù ta thì đọc là bù ta. Bù ta là không to, không lớn. Ha nhủy bù thai nán là ha nhủy bù thai nán. Ha nhủy bù thai nán là chữ Hán không khó. Các bạn lưu ý nhé. Hai thanh ba đi cùng nhau thì chúng ta cũng sẽ là biến điệu thanh chữ đằng trước, thanh thứ nhất thành thanh hai. Và hai thanh bốn đi liền nhau thì chúng ta cũng sẽ biến thanh đằng trước thành thanh hai. Và ba thanh đi cùng nhau thì chúng ta cũng như thanh ba đấy ạ. Biến cái thanh giữa thành thanh hai. Thì chúng ta sẽ đọc ví dụ như thanh ba, ví dụ như của hấn xẻng. Bài trước chúng ta học được của hấn xẻng thì chúng ta sẽ đọc là của hấn xẻng. Hoặc là nỉ hảo chúng ta sẽ đọc là nỉ hảo. Ví dụ kiểu là hôm nay là bù ta thì chúng ta sẽ đọc là bù ta. Hoặc là bù thai thì chúng ta đọc là bù thai. Và chúng ta sẽ đi đến phần ghép âm. Chúng ta ghép âm chi với âm y thì chúng ta đọc là chi. Chia thì đọc là chia. Chie đọc là chie. Chiao, chiao gọi là chiao. Chiu đọc là chiêu. Chian đọc là chen. Chin vẫn đọc là chin. Chiang đọc là chen. Chin đọc là chinh. Chiong đọc là chung. Chi vẫn đọc là chi. Chia đọc là chia. Chie đọc là chê. Chiao đọc là chiêu. Chiu đọc là chiêu. Chian đọc là chen. Chin đọc là chin. Chiang đọc là chiang. Chiang đọc là chiang. Các bạn đọc lại một lần nhé. Chi, chia, chê, chiao, chiêu, chen, chin, chiang, chung, chung, chi, cha, chê, chiao, chiêu, chen, chin, chiang. Các bạn hãy nhớ cho mình nha, lưu ý nhớ cho mình là phần IE thì đọc là IE. Đấy, còn IA vẫn là IA. IU đọc là yêu. IAN đọc là yên. Và IAN đọc là em. In vẫn là in ạ. Yung là Yon là ung. Và tiếp theo vẫn thế ạ. Yang vẫn là ung. Thì chúng ta ghép với những chờ của di thì là chúng ta biến chữ của này thành chữ chờ, chữ chi di này thành chữ chờ nhẹ thì chúng ta đọc là bật hơi chung.
chung chúng ta đặt tiếp nhé. Chinh chung chi chiêu chia chiao xian xin xiang xinh xung bi bia biao biên i a thì biến thành en, i ao thì biến thành beo, còn i a vẫn là a, i vẫn i, i ong thì biến thành ung. Các bạn đọc lại một lần nhé. Chinh chung chi siêu chia xiao xian xin xiang xinh xung bi bia biao bian. Chúng ta tiếp tục đọc nhá. Bờ biến thành bờ, pin pin, còn bờ biến thành giữa hờ và phờ thì chúng ta đọc cuống lưỡi ạ. Khi thế theo hen pin pin, các bạn hãy lưu ý chữ pờ này sẽ biến thành chữ hờ, giữa chữ pờ và chữ hờ thì chúng ta đọc là bật hơi. Các bạn lưu ý cho mình nhé. Mi mie miao mien min minh. Các bạn đọc một lần ạ. Pin ping pi he heo hen hin ping mi mê meo mân min minh. Các bạn đọc tiếp nhé. Chữ giờ biến thành chữ tờ thì chúng ta đọc là ti tê teo tiêu ten tinh. Chữ thờ tờ biến thành chữ thờ thi thiê theo khen thinh. Chữ n vẫn là chữ n. Ni nê niêu niêu niên nin niang ninh. Chữ l vẫn là chữ l. Ly lia leo liêu. Các bạn đọc lại một lần nữa nhé. Thi thê teo tiêu tiên tinh ti ti tiê theo khen thinh ni nê neo niêu nhen ninh neang ninh ly lia leo liêu. Các bạn đọc tiếp nhé. Len lin leng linh. Và các bạn hãy lưu ý cho mình này, cái phần vận mẫu. Các bạn gặp chữ y ngắn đứng trước y dài thì chúng ta vẫn đọc là y bình thường. Và chữ y dài đứng trước chữ a ghép vào một vận mẫu thì chúng ta đọc là ia, 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 i, ia.
và ie thì chúng ta đọc là ie, còn iao thì chúng ta đọc là io, còn io u thì chúng ta đọc là uo. I, i in hai chữ i thì chúng ta vẫn đọc là in. I, i ngờ thì chúng ta đọc là in. Thì đương nhiên là một chữ i này sẽ là thừa, nhưng Trung Quốc người ta vẫn có ạ. Thì phiên âm là vẫn có ạ. I o thì chúng ta đọc là ông. Các bạn lưu ý cho mình nhé. Việt Nam mình sẽ không có cái kiểu như thế này đâu ạ. Và chúng ta sẽ đọc theo cái kiểu này ạ. I o ông thì chúng ta đọc là ung. Các bạn đọc lại một lần nữa nhé. Len, lin, leng, linh, y, yơ, yê, yơ, uơ, in, in, ung. Các bạn lưu ý một phần nữa cho mình nhé. Thanh mẫu ghép với vận mẫu. Thanh mẫu N, L, của, G, X ghép với vận mẫu U và có hai dấu chấm, UE hai dấu chấm, UN hai dấu chấm và UN có hai dấu chấm. Ví dụ chữ N thì chúng ta vẫn đọc là nui, nue, nuen, uen thì đọc là nuen, ue thì đọc là nue, u nu thì đọc là nui, u n un thì đọc là nun. Ví dụ như chữ l thì lu thì đọc là lui, còn của chữ ghép với chữ u này thì vẫn đọc là chi. Chữ Z ghép với chữ U thì vẫn đọc là chi, chi bật hơi ạ. Và chữ S ghép với chữ U hai chấm thì đọc là chi. Và U N un hai chấm thì đọc là xuân. Và tương tự là như thế ạ. Ví dụ chữ của ghép với chữ U thì đọc là chi. Hay là ghép với chữ và vận mẫu win thì đọc là chin, chun thì đọc là chun. Còn sờ góp với un thì win thì đọc là xuân. Các bạn rõ chưa? Những thanh mẫu n l của z sờ ghép với u hai chấm, ue, un, un thì chúng ta sẽ đọc như thường ạ. Chi, chê, chen, chun hoặc là lui, lê, len, luân. Chi, chê, chen, chun. Được chưa? Và chúng ta học tiếp đó là số đếm ạ. Chúng ta nhìn thấy một gạch chưa? Gạch ngang này, chữ Latin là I, thanh 1. Chúng ta sẽ đọc là I và đây là số 1. Hai gạch, chữ Latin viết là O. Chúng ta sẽ đọc là O và đó là số 2. Và 1, 2, 3 gạch thì chữ Latin viết là san, thanh 1 ạ. Chúng ta đọc là san và đó là số 3. Còn số 4 chúng ta viết chữ cứng đây và chữ Latin sư, đây là thanh 4 thì chúng ta đọc là sư, là số 4. Và số 5 chữ Latin viết là ủ, v kép và chữ u đi với thanh 3 thì chúng ta đọc là ủ, là số 5. Còn liệu, chữ l ghép với vần yêu và thanh 4 thì chúng ta đọc là liệu.
đó là số 6. Và chi, chữ quy ghép với chữ y thanh 4 thì chúng ta đọc là chi, đó là số 7. Và số 8, chữ bờ ghép với chữ a thanh 1 thì chúng ta đọc là ba, là số 8. Chữ chi chờ gì ghép với ui ui dấu thanh 3 thì chúng ta đọc là chiểu, đó là số 9. Và đây là chữ Hán ạ. Sứ viết chữ thập. Chữ S đi với chữ Y ngắn và thanh 2 thì chúng ta đọc là sứ, đó là số 10. Và chúng ta sứ y, chúng ta đây là chữ Latin ạ. Sứ y là số 11. Sứ ơ là số 12. Các bạn lưu ý cho mình nhé. Từ bài học đầu tiên chúng ta đã ghép là chữ S đi với chữ Y thì thành chữ Y biến thành chữ Ư, sứ. Các bạn đã rõ chưa ạ? Sứ. Và yêu yêu thành yêu yêu. Chữ Y dài ghép với chữ Y ngắn thì chúng ta vẫn đọc là Y bình thường. Các bạn đã vận dụng được chưa ạ? Chữ của ghép với chữ Y thì chúng ta vẫn đọc là chi. Chữ E ghép với chữ R thì chúng ta đọc là ơ. Chúng ta đọc lại một lần nhé. Y ơ san sư ủ liệu chi ba chiều sứ sứ y sứ ơ. Và chúng ta chỉ cần ghép chữ sứ với chữ san là thành sứ san, sứ với sư thì là thành sứ sư, là 14. Sứ san là 13. Sứ ghép với chữ ủ thì là 15, là sứ ủ. Sứ ghép với chữ liêu là sứ liêu là 16. Sứ ghép với chữ chi thành là sứ chi thành 17 ạ. Cứ thế chúng ta ghép và đến khi chúng ta ghép là thành ơ sứ là 20. Chưa? Ơ sứ. Chúng ta viết số 20. Ơ sứ. Ơ sứ là 20. Đến 21 thì là ơ sứ y. 22 là ơ sứ ơ. Rất là đơn giản, chúng ta chỉ cần học thuộc từ 1 đến 10 thì xong là chúng ta ghép là rất đơn giản. Và khi chúng ta biết được 20 chúng ta sẽ đọc được là ơ sứ, 30 thì là san sứ, 40 thì là sư sứ, 50 là ủ sứ, chi sứ, ba sứ. Nghĩa là chúng ta đọc như thế. Xong đến khi 100 thì chúng ta đọc là y bải, y bải. Được chưa? Và bài học của chúng ta hôm nay kết thúc ở đây. Mình mong các bạn ví dụ như cái phần phiên âm, phụ âm và ngữ âm, các bạn hãy cố gắng chép ra giấy ra vở cho mình nhé. Và chúng ta hãy học về cái phần âm mẫu, vận mẫu chúng ta sẽ nhớ. Nếu chúng ta phải nhớ được cái phần đó thì chúng ta sẽ học được tiếng Trung. Còn chúng ta không kiên trì học được cái phần đó thì chúng ta không bao giờ học được tiếng Trung. Nhưng chúng ta đã hiểu được cái phần đó thì học tiếng Trung rất là dễ. Và chúng ta chỉ cần thuộc được phiên âm thì chúng ta mới đọc được chữ cứng. Ví dụ, mình ví dụ cho các bạn. Cái chữ
Họ. Chữ nhí họ. Nhí họ. Nhí họ thì các bạn chỉ cần đọc được chữ Latin thì tất cả các bạn đi tất cả trên đất nước Trung Quốc hoặc Đài Loan, các bạn sẽ đọc ra hàng chữ cứng. Còn nếu các bạn không học, không nắm rõ được phần âm mẫu, vận mẫu mà học chữ Latin này thì các bạn không bao giờ học được cái phần chữ cứng này đâu ạ. Nên là bài học và phiên âm, phụ âm và nguyên âm của chúng ta rất là quan trọng. Nhưng mình mong các bạn là hãy cố gắng đọc. Thứ nhất là chúng ta sẽ chép được ra vở, và chúng ta sẽ đọc và chúng ta sẽ nghiên cứu từ từ, dần dần chữ này biến thành chữ này, âm điệu này biến thành âm điệu kia, và dấu sắc thanh điệu này biến thành thanh điệu này, thì chúng ta sẽ dần dần chúng ta sẽ học. Khi chúng ta đã thuộc được cái phần phiên âm này rồi thì rất là đơn giản các bạn ạ. Nghe nói thì nó phụ thuộc vào cái phần phiên âm này, rất là quan trọng, phần phi hin ạ. Và bài học hôm nay của chúng ta kết thúc ở đây. Chào chị.